Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục 5 phút học văn. Các em thân mến, trong chương trình ngữ văn của chúng ta, rất may mắn chúng mình sẽ được học về một tác phẩm vô cùng cảm động về tình cha con. Đó chính là truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trong tác phẩm này thì tác giả đã kể về người cha là anh Sáu, đi xa nhà từ khi mà đứa bé còn nhỏ để tham gia chiến đấu. Khi mà về thăm nhà thì anh mang theo nỗi nhớ và tình yêu thương con tha thiết. Thế nhưng bé Thu là con gái của anh đã nhất quyết không chịu nhận cha bởi vì anh có vết thẹo trên má. Điều này đã khiến anh vô cùng đau đớn và khổ tâm. Khi con bé nhận ra anh là ba thì cũng là lúc mà anh phải ra đi và mang theo nỗi nhớ con ra chiến trường rồi đến tận lúc hy sinh. Tác phẩm như một bài ca ca ngợi tình phụ tử thiêng liêng bất diệt trong hoàn cảnh chiến tranh éo le. Vậy là bên cạnh nội dung về tình cha con thì chúng ta còn thấy chiến tranh cũng là một khía cạnh có nhiều điều để chúng ta khai thác ở trong tác phẩm này. Vậy nên trong số phát sóng ngày hôm nay, thông qua những phần chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Văn Bắc ở Việt Yên, Bắc Giang, thì chị mong rằng các bạn sẽ có thêm nhiều những thông tin xoay quanh nội dung về chiến tranh ở trong tác phẩm Chiếc lược ngà. Vậy, chiến tranh có vai trò gì trong việc bộc lộ tư tưởng của tác phẩm? Trước hết, phải nói tới cội nguồn nỗi nhớ của anh Sáu. Chiến tranh khiến anh phải xa nhà đi chiến đấu từ khi con còn nhỏ. Chị đã vài lần ra thăm anh nhưng không thể mang theo con vì đường xa vất vả, đi lại khó khăn, nguy hiểm và vì bom đạn nữa. Chính vì điều này càng làm cho nỗi nhớ con trong anh cồn cào. Để rồi khi về thăm nhà và thăm con, cái tình cha trong người anh cứ nôn nao. Vừa nghĩ thấy con bé đã nhảy thót lên bờ và cất tiếng gọi con, đó là biểu hiện của anh Sáu. Như vậy có thể nói, chiến tranh đã chia cắt cha con, đã dồn nén tình yêu thương và nỗi nhớ con trong anh đến tha thiết. Đó cũng là khởi nguồn cho nỗi khổ tâm khi con không nhận anh. Rõ ràng, chiến tranh là nguyên nhân trực tiếp gây nên nỗi bất hạnh đó. Nói đến đây chắc hẳn sẽ có những quan niệm cho rằng không chỉ chiến tranh, nếu như đi xa thì cũng vậy thôi. Xin thưa, có sự khác biệt. Thử hỏi, trong điều kiện mà người mẹ có thể đi thăm được thì tại sao không thể mang theo con? Chỉ có thể là chiến tranh ác liệt, nguy hiểm mà người cha là anh Sáu đã hiểu được điều này. Hơn nữa, trong chiến tranh, điều kiện thiếu thốn thì sự cảm nhận yêu thương lại càng ít. Anh chỉ có một tấm hình nhỏ của con mà thôi. Tất cả điều đó càng như thôi thúc nỗi nhớ con trong anh nhiều hơn. Đó cũng chính là biểu hiện của tình phụ tử thiêng liêng. Nếu như ta hình dung thay yếu tố chiến tranh bằng yếu tố khác thì tác phẩm sẽ ra sao đây? Đỉnh điểm của sự khổ tâm trong anh Sáu là con bé không chịu nhận anh. Vì sao? Vì vết thẹo. Vết thẹo đó do chiến tranh gây ra. Bà ngoại bé Thu đã kể cho nó nghe tội ác của bọn giặc Tây ở đầu làng, để nó thấy rằng chính chiến tranh, chính tội ác của chiến tranh đã làm cho ba nó như vậy. Vậy rõ ràng rằng chiến tranh có vai trò then chốt tạo nên sự éo le cho tình huống chuyện. Câu nói của bà ngoại khiến cho bé Thu cũng gợi ra cho chúng ta những cái suy nghĩ về tội ác của chiến tranh. Đâu phải chỉ mình anh Sáu bị như vậy, đâu phải chỉ có mối tình phụ tử này bị chia cắt, mà đã có biết bao nhiêu tội ác như vậy do chiến tranh gây ra. Rõ ràng yếu tố chiến tranh ở đây là không thể thay thế. Và rồi tình phụ tử thiêng liêng trỗi dậy, cha con nhận ra nhau, nhưng cũng một lần nữa chiến tranh lại chia cắt. Người đồng đội đi cùng có ý muốn anh ở lại vài ngày, nhưng do chiến tranh phải nhận nhiệm vụ với tổ quốc mà anh rứt áo ra đi. Nghĩa vụ thiêng liêng ấy cũng bắt nguồn từ tình yêu gia đình, yêu quê hương và trong đó có cả tình yêu thương con nữa. Thử hỏi có nhiệm vụ nào quan trọng hơn được điều lớn lao ấy? Rõ ràng một lần nữa, chiến tranh lại là nguyên nhân chia cắt tình phụ tử thiêng liêng này. Khi trở lại chiến trường và mang theo nỗi nhớ con, anh Sáu giữ lời hứa với con là sẽ làm cho con chiếc lược. Anh luôn mang theo nó bên mình, thường trải lên đầu cho vơi bớt nỗi nhớ con và mong chờ ngày đoàn tụ. Nhưng rồi chiến tranh lại cướp đi cái mong ước nhỏ nhoi ấy. Anh hy sinh. Trong giờ phút cuối cùng, anh dùng chút sức lực còn lại nhờ anh ba trao cho con cây lược. Chiến tranh có thể cướp đi mạng sống của anh, nhưng không thể cướp đi được tình yêu thương mà anh dành cho con.
Người đọc nghẹn ngào trước nỗi đau ấy và lên án sự tàn ác của chiến tranh. Chiến tranh đã gieo rắc trong anh nỗi nhớ con và giờ đây nó lại cướp đi cuộc sống của anh cùng tình yêu thương con tha thiết. Điều động lại sâu sắc nhất trong lòng người đọc khi đọc xong tác phẩm chính là sự cảm động về tình cha con thiêng liêng và bất diệt. Nhưng người đọc cũng không thể quên được những nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra. Từ đó, trong họ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời và thái độ sống. Đó là ý nghĩa nhân văn mà tác phẩm đã mang lại. Các em thân mến, nếu như trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, ta ám ảnh về nhân vật người phụ nữ, về thân phận của họ trong xã hội phong kiến, mà xã hội phong kiến thì không chỉ là chiến tranh mà có rất nhiều những yếu tố khác ảnh hưởng trong tác phẩm. Nhưng ở đây, tình phụ tử gắn với hoàn cảnh chiến tranh để rồi người đọc nặng lòng qua từng chi tiết. Phải chăng đó chính là vai trò quan trọng của yếu tố này trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng? Như vậy, thông qua những chia sẻ của thầy giáo, chúng ta đã thấy được rằng chiến tranh trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng là một yếu tố quan trọng, đó là một hoàn cảnh éo le để ta càng thêm trân trọng tình cha con giữa anh Sáu và bé Thu, để ta càng thêm thấm thía và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Rất mong rằng thông qua số phát sóng ngày hôm nay của chuyên mục 5 phút học văn, các bạn lại có thêm những thông tin bổ ích và ngày một yêu thích việc học văn hơn nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã lắng nghe chuyên mục ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.